Chào cả nhà, đây là khoai lang thang đang du lịch gành đá đĩa. Ăn trưa nha cả nhà. Bất ngờ nè, giới thiệu lẩu tự sôi omachi, rau nấm bắp bò rưu cua cà chua đậu hũ, chỉ cần nước suối là có tô lẩu omachi sôi sùng sục. Lẩu tự sôi Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Lẩu tự sôi, một sản phẩm mới của Omachi. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Tôi năm nay ngoài 50 rồi, khớp chân tay đau hoài. Còn tôi năm nay thì 55 rồi, khớp cũng đau suốt ngày. Hai ông dùng khớp Tâm Bình đi, đỡ liền. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao. Viên Khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp. Anh em tôi ngoài 50 rồi, khớp uống ngay Tâm Bình. Diabetna 15 năm thắp sáng niềm tin cho người tiểu đường, được tin dùng số 1 Việt Nam. Diabetna hỗ trợ hiệu quả đấy, từ khi dùng đường huyết của tôi ổn hơn rồi. Chuẩn, tôi chỉ chọn Diabetna. Diabetna đẩy xa nguy cơ biến chứng tiểu đường. Sinh nhật Thái Minh, ring vàng 4 số 9. Nhân sinh nhật 12 tuổi, Thái Minh tặng ngay 48 chỉ vàng 4 số 9 cho 48 khách hàng đầu tiên cào trúng tổ hợp liền TMP trên tem tích điểm tất cả các sản phẩm của dược phẩm Thái Minh. Đặc biệt, mừng ra mắt Khương Thảo Đan Gold, công thức mới, cải tiến vượt trội, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Ưu đãi có 102, tích đủ 12 điểm, tặng ngay trà sâm Việt Nam nguyên lá trị giá 750.000 đồng. Mua Khương Thảo Đan Gold và nhận quà ngay. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thay thuốc cho bệnh. Siro Vi Ho Đan với thành phần thảo dược thiên nhiên, dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng, khàn tiếng. Siro Vi Ho Đan, ngại chi ho, viêm họng, khàn tiếng. Dược phẩm Trung ương 3, trao sức khỏe, gửi niềm tin. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược, xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá không à? Lưu thông máu kém rồi. Thường xuyên mất ngủ nhớ trước quên sao? Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, suy giảm trí nhớ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy với cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.